quý vị, vào ngày 27 tháng 11 năm 2022, sau khi xảy ra va chạm giao thông và được yêu cầu đến Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Buôn Ma Thuột để test chất cấm và nồng độ cồn, ông Dê, 47 tuổi, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Eoto, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã mất tích gần 3 tháng qua. Liên quan đến vụ việc này, mới đây, một người đàn ông tự xưng là thám tử ra giá 120 triệu đồng để tìm phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Đắk Lắk. Về vụ việc ông Dê, 47 tuổi, phó giám đốc Agribank chi nhánh Eato, huyện Krông Năng, Đắk Lắk mất tích gần 3 tháng qua sau khi xảy ra va chạm giao thông tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Mới đây, một người đàn ông tự xưng là thám tử ra giá 120 triệu đồng để tìm phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Đắk Lắk. Được biết, ngày 27 tháng 11 năm 2022, ông Dê lái ô tô riêng đến thành phố Buôn Ma Thuột để gặp gỡ bạn bè tại nhà hàng Sao Biển 2. Sau đó, ông Dê điều khiển xe ra về thì xảy ra va chạm với một ô tô khác trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó, đội cảnh sát giao thông thành phố Buôn Ma Thuột có mặt làm công tác hiện trường, tạm giữ phương tiện và yêu cầu ông Dê đến Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Buôn Ma Thuột để test ma túy và nồng độ cồn. Thời điểm này, ông Dê chấp hành lấy máu để test nồng độ cồn thì được xác định có vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng yêu cầu ông Dê lấy mẫu nước tiểu để test ma túy, thì ông Dê bỏ đi đâu không rõ lý do và mất tích từ đó đến nay. Theo đội cảnh sát giao thông công an thành phố Buôn Ma Thuột, vụ va chạm giao thông liên quan đến ông Dê có thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2 triệu đồng. Chiều 24 tháng 2, ông Trần Văn Đê, trú xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, bố ruột của ông Trần Văn Dê cho hay, cách đây một tháng, người đàn ông gọi tới và xưng là thám tử, ra giá 120 triệu đồng để tìm tung tích con ông và đưa con trai ông về. Theo ông Đê, người này nói rằng gia đình ông phải đưa trước 60 triệu. Khi tìm được người thì đưa nốt số tiền còn lại. Vì qua điện thoại nên ông Đê sợ lừa đảo và yêu cầu gặp trực tiếp làm hợp đồng công chứng rõ ràng. Sau khi nghe ông Đê nói vậy, thám tử kia nói sẽ suy nghĩ lại và liên hệ, song đến nay vẫn chưa liên lạc lại. Vì chờ mãi không có thông tin gì nên ông Đê đã trình báo sự việc cho công an. Cũng theo ông Đê, từ ngày con ông mất tích đến nay đã gần 3 tháng, song gia đình vẫn chưa có thông tin gì. Còn về nguyên nhân anh Dê mất tích, ông Đê không rõ. Chỉ biết là anh Dê sau khi được đưa tới bệnh viện để kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện thì mất tích đến nay. Được biết trước đó, vào hôm 6 tháng 12 năm 2022, ngân hàng nơi phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Đắk Lắk đang công tác có báo cáo về việc mất tích của người này sau khi xảy ra va chạm giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện. Đến khoảng 1 giờ ngày 28 tháng 11, ông Dê mất tích không rõ nguyên nhân. Hai số điện thoại di động đều tắt máy. Phía ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk có văn bản gửi cơ quan công an các cấp nhờ hỗ trợ tìm kiếm ông Dê vì các phương án mà các cơ quan, người nhà ông Dê tìm kiếm đều không có kết quả. Ngoài ra, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk cũng thành lập đoàn tổ chức kiểm tra các công việc liên quan đến ông Dê tại Agribank chi nhánh Eato nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm, đồng thời thông báo vụ việc đến công an các địa phương nhưng đến nay vẫn chưa tìm được anh Dê. Công an thành phố Buôn Ma Thuột hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ một phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích gần 3 tháng qua sau một vụ va chạm giao thông. Ngày 23 tháng 2, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết hiện đơn vị vẫn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra, xác minh nhưng đến nay chưa tìm được người mất tích. Trước đó, thông tin ông Dê mất tích được người thân đăng tải trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Người thân và cơ quan cũng đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng đều không có kết quả, không ai rõ tung tích ông Dê. Đến ngày 29 tháng 11, người thân báo cáo vụ việc đến công an xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, nơi có bố mẹ của ông Dê ở để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Theo lãnh đạo ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk, trong thời gian ông Dê mất tích, đơn vị đã tổ chức đoàn kiểm tra, ra soát những công việc liên quan đến ông Dê tại chi nhánh Agribank Eato nhưng không phát hiện bất thường. Ông Dê không có quan hệ xã hội phức tạp, tính tình hiền lành, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện chúng tôi đang chờ công an hỗ trợ tìm kiếm ông Dê. Công an thành phố Buôn Ma Thuột hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ một phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích gần 3 tháng sau một vụ va chạm giao thông. Ngày 23 tháng 2, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết hiện đơn vị vẫn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra, xác minh, nhưng đến nay chưa tìm được người mất tích. Cũng theo công an thành phố Buôn Ma Thuột, sau khi nhận được thông báo ông Dê mất tích,
đơn vị đã phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ tiến hành nhiều biện pháp xác minh, truy tìm, đồng thời thông báo vụ việc đến công an các địa phương để phối hợp, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được ông Dê đi đâu, làm gì. Theo ông Trần Văn Đê, 74 tuổi, xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, bố ruột ông Dê, sau ngày con ông mất tích đến nay, không có ai gọi điện đe dọa, tống tiền hay gây phiền hà gì. Tuy nhiên, vừa qua, có một công ty thám tử không rõ ở đâu gọi điện đến, thỏa thuận với ông mức giá 120 triệu đồng, yêu cầu ông đưa ra trước 60 triệu đồng để tìm ông Dê. Khi ông Đê yêu cầu thám tử đến làm hợp đồng công chứng rõ ràng, thì bên kia bảo để suy nghĩ rồi không gọi nữa. Cũng theo ông Đê, do vợ ông Dê đã mất vì bệnh cách nay 4 năm, nên sau ngày ông Dê mất tích, gia đình hai bên nội ngoại vất vả chia nhau chăm sóc, lo ăn học cho hai con nhỏ của ông Dê. Không ngày nào tôi ăn ngon ngủ yên vì không biết con trai ở đâu, còn sống hay đã chết. Mong cơ quan chức năng giúp gia đình sớm tìm thấy con trai tôi, ông Đê nói. Như báo Thanh Niên đã phản ánh trước đó, giữa tháng 12 năm 2022, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk, đơn vị cấp trên của Agribank chi nhánh Eato, đã có văn bản gửi cơ quan công an các cấp nhờ hỗ trợ tìm kiếm ông Dê vì người này mất tích, không liên lạc được. Đơn vị và người nhà đã triển khai tìm kiếm ông Dê đều không có kết quả. Ngoài ra, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk cũng thành lập đoàn tổ chức kiểm tra các công việc liên quan đến ông Dê tại Agribank chi nhánh Eato nhưng không phát hiện điều gì bất thường và đã bố trí người khác đến tạm thay công việc của ông Dê.